là cách biệt người quen mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng nhịp cảnh thay bằng tiếng súng, nửa trắng nghiêng đùi trách bóng. Lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác và toàn thể anh em một cái bộ dàn của hãng Aiwa, model của nó là XRM50. Bộ dàn này bãi về chạy full tất cả các chức năng. Chức năng của nó bao gồm có chơi đĩa CD, có bát FM full 108 tần số, có chơi qua điện thoại máy tính qua cổng 3.5. Tính năng con này có chỉnh bát check trên dàn. Đó, cho chất âm rất hay. Anh em chỉnh bát check ấn chạm nút ngoài cùng nhá. Và tăng giảm ở nút volume, cộng trừ ở volume nhá. Đấy. Check cũng vậy, cộng trừ ở đây nhá. Đấy. Anh em hiện tại đang test chế độ AUX qua điện thoại máy tính qua jack 3.5. Mời anh em trải nghiệm một chút cái chất âm của nó, lát em sẽ quay tiếp các cái chức năng khác. Mình với mình vừa quen, tình yêu chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước em xuôi xưa sông. Thì hôm nay người đi, nụ hoa yêu vừa hé, thì xin giữ ân tình mình anh nhé. Sống cho kỷ niệm, quá khứ tuy úa màu, tương lai mình gần nhau. Biên cương không mây, xanh màu lá rừng, nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng. Ngày mai bước bâng khuâng, giờ vui nếp trinh nhân đôi lúc. Rồi ok bác, em sẽ test sang cái tính năng chứa đĩa CD của nó nhé. Anh em ấn cho em một nút cột chạy CD nhé, em đã bỏ một cái đĩa vào đây rồi. CD con này đọc tương đối tốt anh em nhé. Đặc biệt là con này ổ CD nó ở trên cùng, cho nên là trường hợp này khi mà mắt đọc nó có kém ấy thì anh em tháo ra. À em hình như em chưa bỏ đĩa vào đây thì phải. Ồ chưa bỏ đĩa xin lỗi các bác. À, để anh em tháo ra và em lau qua cái mắt là nó để đọc lại ngon lành luôn. Rất là tiện luôn cái ổ CD trên nhé. Các dòng CD trên là anh em vệ sinh rất dễ, mình không phải là thợ mình cũng phải tháo ra vệ sinh bình thường. Đấy. Thì nó rất là tiện, không như những cái dòng CD nó ở dưới thì rất là phức tạp. Rồi ok, đã nhận bài. Em sẽ ấn nút CD cho nó chạy nhé. Sẽ chuyển bài nhé. Tiếp tục chuyển bài. Bài 3 giống bài 1 anh em. Ok anh em. Mắt đọc còn tương đối là tốt. Khi nào mà nó hiện tượng vấp quá anh em tháo ra vệ sinh để mắt nhé. Thì nó sẽ lặp lại ngon lành luôn. Dòng CD ở trên này nó rất tiện lợi. Em test tính năng FM. Anh em ấn cho em nút thứ 2 thì bên trái sang. Đây nút này. Giò sóng ở đây. Giò sóng hai nút mũi tên này nhé. Ai qua thì bắt sóng FM rất là khỏe. Đây. Bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao bát. Ok các bác nhá, em trở về chế độ AUX. Em sẽ đi quay qua hình thức cho các bác nhé. À, trước khi qua hình thức thì các bác chờ một chút. Cho các bác xem một chút xíu cái loa nhé. Lúc nãy em tiện em tháo ra vệ sinh. Thì em rảnh tay em cũng chụp lại hai cái ảnh. Đây loa của nó đây anh em nhá. Đấy. Loa này từ kép luôn. Cỏ nhưng mà từ kép luôn, rất gấu. Chắc con này rất sáng tiếng luôn. Rồi, con này nghe nhạc trữ tình thì tuyệt vời luôn. Có tùy chỉnh bát chép cho nên là chất âm nó ra khá là hay. Mặt trước của loa là đẹp. Đầu đẹp. Thành bách còn tương đối là ok hết. Đầu máy là đẹp anh em nhé, ít sức sát, không đáng kể. Loa cũng vậy, dòng này dòng ít căng liền anh em có thể tháo ra cũng được. Tuy nhiên thì cái dòng này anh em nên để căng thì cho nó bảo vệ tốt hơn. Một chút xíu hơi rách thì căn nhẹ đây thôi nha anh em nhé, không đáng kể đâu. Đấy. Tổng thể là đẹp. Bộ này em sẽ để các bác giá cực tốt thôi.
Thùng vách mua ván ok hết các bác nhá. Vuông ván hết ok hết. FM anh em cắm cho em hai cái đoạn dây điện lên nhá để anh em bắt sóng FM nhá. Đây cổng AUX này, dưới nữa là cổng loa. Loa anh em chú ý đấu đúng dây nhá, dây đen và cực đen và dây trắng sẽ vào cực đỏ chưa. Con này hỗ trợ thêm cả cổng súp này anh em chơi súp điện này. Hỗ trợ giải trầm nếu anh em có súp điện hoặc có cổng súp vi tính anh em lắp vào chơi cũng ok hết nhá. Rồi, báo giá luôn với các bác và anh em, mỗi ngày em bán giá là 1 triệu. Bao đầy đủ đổi nguồn, dây rắc. Đầy đủ đổi nguồn và dây rắc. Anh em mua hàng chuyển cọc, mua làm cọc cho em là 300.000. Anh em mua hàng chuyển khoản đủ luôn 1 triệu, bên em sẽ ưu đãi tặng thêm các bác cái bộ chân kê nhá. Đấy, bộ chân kê gồm 12 chiếc chân kê. Nếu như các bác chuyển khoản đủ và không lấy chân kê thì bên em sẽ bao ship cho anh em luôn. Tổng giá là 1 triệu bao gồm đầy đủ phụ kiện dây rắc. Bao ship luôn anh nhé, nếu chuyển đủ. Mọi chi tiết đặt hàng anh em liên hệ số Zalo của Trung Kiên Áo Yêu là 0975 575 262. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em.